cùng Danisa tri ân thầy cô và chung tay góp 1 tỷ đồng trao laptop đến giáo viên vùng xa bằng 2 cách. Cách 1, mua hộp bánh Danisa để tặng thầy cô. Cách 2, chia sẻ lời tri ân trên fanpage Danisa Việt Nam. Tham gia ngay cùng Danisa và Hen nhé!